vậnmayshop.com, shop app Free Fire Liên Quân giá rẻ. À đủ ở ngay đây. Kìa kìa. À hai đứa kìa. Lên xe chạy qua. Ui. Các bạn ơi bắn nhau căng vậy. Bắn nhau căng vậy các bạn ơi, mình đây. Mình đến đây để chơi với các bạn nha. Hello, ui dồi ôi. Đâu rồi em? Đâu rồi em ơi? Ok, headshot. Thành niên. Đáng thương cho em ơi. Có một cái chảo này. Và mình sẽ lấy luôn MP40 các bạn ạ. Đồ ngon thì khỏi phải nói rồi anh em ạ. Đồ cực kỳ là ngon luôn. Ok nhá. Nhiều hòm sắc vãi trưởng. Ui. Đã ghê nhỉ. Chỗ này thì sao vậy các bạn? Khá là nhiều. Cực kỳ nhiều đồ. Nhiều đồ như này dùng bao giờ mới hết hả anh em? Hello, ở đây có ai không vậy? 30 người chơi nữa. Ở đây mình chưa thấy ai cả đâu. Hiện tại thì mình đang chơi đấu rank solo thôi nha em ơi. Nếu mà chán thì xíu nữa có thể là ghép đội danh đua hoặc là rank squad anh em ạ. À đây, ui có người này. Bắn súng bắn tỉa hả? Đậu xanh bắn tỉa hả em ơi? Đậu xanh bắn tỉa hả em ơi? Ok xong. Mình cầm được MP40 tất nhiên là sẽ sấy gắt hơn rồi nha em ạ. Quả phi xe. Chất lượng anh em ơi. Nào. Lượn lờ qua đây coi. Mình sẽ lượn lờ qua đảo bên cạnh coi nào. Đây. Qua cái hòn đảo bên này. Mình 20 tuổi nha các bạn ơi. Bây giờ là kẹo 20 tuổi rồi. Người đâu vậy? À, chưa thấy người anh em ơi. Sao không lấy mìn hả? Bởi vì là kẹo không có thích nên là kẹo không lấy mìn nha. Với lại thì mình chơi mìn gà lắm. Nên là mình không có lượng mìn. Qua đây coi. Ê, ngoài này có ai không vậy? Ngoài này chưa thấy ai cả đâu. Khá là vắng các bạn ạ. Đảo bên này chắc là cũng vậy thôi. Mình sẽ ghé qua một xíu. Qua thử cái khu công xưởng coi. Đây, qua thử khu chỗ này. Cứ lao thẳng đến chỗ này coi anh em ơi. Lên trên này thử coi. Ui. Lượn lờ xuống dưới xíu. Đó. Chạy vào trong cái khu này. Người đâu? Người đâu? Anh em thấy người chưa ạ? Tôi là chẳng thấy có đứa nào ở trong khu này đâu hết vậy. Không có, không có. Hay là mình chạy nhanh quá cho nó lại không nhìn thấy mình đấy chứ. Ui. Đây, vẫn đọc comment của mọi người mà. Làm gì có chuyện là kẹo không đọc comment đâu. Chẳng qua là kẹo đang bận xíu thôi. Hello các bạn nha. Và cảm ơn 1180 các bạn đang xem live trên kênh của kẹo. Ok. Lên xe và chạy đi kiếm người nào. Ui. À đây. À đủ. Gốc cây hả em ơi, gốc cây hả em ơi. Gốc cây hả em ơi, ui. Gốc cây hả em ơi. Ok, đã xong. Quá nhanh và quá nguy hiểm. Thì mình đã có được cái mạng thứ mấy đây? Mạng thứ 3 rồi nha em ạ. Lên xe và chạy. Tiếp tục đi săn người nào các bạn. Săn người luôn thôi, sao phải ngại. Đó. Chạy theo cái lối này luôn. Bình thường là tối tầm khoảng là 21 giờ mình sẽ livestream trên No No Line nha các bạn. Khu này có ai không vậy? À, đậu xanh. Ui, đậu xanh. Xuống xe bạn ơi. Đúng rồi, xuống xe bạn ơi. Xuống xe bạn ơi. Ok, vỡ đầu. Như vậy là mình đã có được kill thứ tư rồi nha anh em ơi. Đó đó, mình sẽ cần lượm thêm đạn súng tiểu liên. Rồi, ngon.
Tầm này là ổn anh em ạ. Lấy tạm giảm thanh cái đã. Giảm thanh lắp luôn vào luôn format. Ê, kiểu này chắc là xe bị mắc kẹt rồi. Ơ kìa, dựng tờ mang để gỡ xe coi nào. Gỡ xe thế nào anh em ơi? Pha này gỡ xe hơi bị khó này. Đúng rồi em ơi, anh thích hổ báo mà. Xe hư rồi nha các bạn ơi. Không gỡ được xe. Xe kiểu này mình chịu thôi anh em ạ. Coi như là bỏ xe rồi. Chạy qua đây coi. Ồ, có cả ô gia cả. Ngon. Đã ghê vậy. Bom keo, lựu đạn đủ kiểu. Ok nhá. Mình có tận 9 cái tường băng cơ. Căng ở nhà anh em. Chúng ta sẽ cùng lận lờ và đi sang người thôi nào. 14 người chơi nữa. Mười bốn thằng nữa thôi mà. Ây, các bạn đâu rồi? Mình chưa có thấy ai ở đây đâu nha. Chắc là các bạn ấy đang thủ nhà là chủ yếu thôi nha em ơi. Mình sẽ chạy lên trên phía này, phía chân đồi, trên cao một xíu để có một cái lợi thế tốt hơn. Nói chung là mình không dám chạy vào thẳng công nhà anh em ạ. Mình sẽ chạy lách lên trên một xíu nhá. Bạn nào mà chưa follow thì follow để ủng hộ cho kẹo nhá. Và nhớ là chia sẻ livestream lên Facebook để ủng hộ giúp mình nhé. Thank you mọi người. Và chúc mọi người có một cái buổi tối xem live vui vẻ ạ. Rồi thì anh cứ like khi nào hết pin thì thôi. Bạn nào xem được thì xem, mà không xem được thì chúc các bạn ngủ ngon. Vì là các bạn cũng có những cái công việc mà. Vâng, và cảm ơn 1150 bạn đang xem live trên kênh của kẹo nha. Thank you anh em. Đúng rồi em ơi, anh toàn thức khuya thế à. Toàn có tức khoảng là 2 giờ sáng mới ngủ thôi. Chạy xuống dưới lên coi. 12 người chơi nữa cả. Ok ok. Ui, kéo rank em với. Thôi thôi em ơi, anh kéo rank cho anh còn chưa xong nữa. Làm sao mà anh kéo rank được cho em nữa hả? Anh chơi gà mà em ơi. Anh chơi gà làm sao mà kéo rank được cho em. 12 thằng nữa. Cố gắng kiếm coi. Ok, cảm ơn Hùng Vương 6, cảm ơn Loan Lê 9 đã gửi quà tặng nhá. Đây, anh vẫn đọc comment của bọn em mà. Làm gì có chuyện là anh kẹo không đọc comment đâu. Ui, có xe nhưng mà thôi nha em ạ. Mình nghĩ là đi bộ vẫn sẽ tốt hơn. Đi xe làm cái gì anh em ơi. Anh chơi lại Sky đi á. Thôi em ơi, bình thường là anh chơi format em ơi. Anh đâu có chơi Sky đâu. Sky ngày trước là anh chơi nhiều lắm. Bây giờ là anh chơi format là nhiều hơn. Ok, chào mọi người nhá. À đây, ui, à đây. Úi dồi, à đây, à đây. À đây, úi dồi ôi, ok, đã xong. Và mình đã có được mạng thứ 5 rồi. Bây giờ là xem là xử lý nốt 9 thằng còn lại. Thôi thôi em ơi, anh không có sâu cam đâu. Anh không có sâu cam đâu em ơi. Vì là đơn giản anh không thích bật em ạ. Nào, chạy coi. Huân Nhi đâu anh? Huân Nhi nó đâu có ăn đâu. Nên là anh cũng chịu nhá. Chơi một mình bởi không anh. Không em ơi. Chơi một mùi. À quên. Đậu xanh. Nó nhanh quá kiểu như là cắn vào lưỡi luôn đấy. Chơi một mình thì cũng bình thường. Mình sẽ có nhiều thời gian hơn để tương tác với anh em. Và để trả lời comment của anh em. Quan trọng là không sợ bị KS mạng nữa các bạn ạ. À đây, đằng sau mình này. Đằng sau mình thằng nào chạy xe vậy?
Ê, ở đây, ở đây. Ui, cái bụi cây. Đậu xanh đứng lại. Đứng lại nhanh. Ui bạn ơi, bạn làm cái gì vậy hả? Xuống xe đúng rồi. Xuống xe đúng rồi, ui em ơi. Ui em ơi, ok đã xong. Thanh niên. Trời ơi, định chơi với kẹo mà dễ à? Ui, bây giờ là mình có tận 12 tường băng cơ, nên là cứ thoải mái một quẩy thôi. Lên tặng xe máy nào các bạn ơi. 7 mạng nữa thôi. Sắp được top 1 rồi. Chạy lên trên cái nào. Ui có thính này. Ok ok thính kia. Đứng lại. Đứng lại. Ui. Đứng lại em ơi. Ok đã xong. Một cái pha highlight xe máy đâm cả ô tô luôn. Như thế này là mới ngầu không ạ? Đừng tưởng là có ô tô là ngon nha. Xe máy tôi quất hết cả ô tô luôn. Ok. Chỉ là một cái thính AWM nên là mình sẽ thôi nha em ạ. À đây. Ui. Nữa hả? Thằng kia đứng lại. Xe máy anh chấp cả ô tô luôn. Đứng lại nhanh em ơi. Cái kia nó chạy kìa. Nó sợ mình nó chạy à? Ê em ơi. Chạy vừa thôi em ơi. Chạy vừa thôi em ơi. Thằng kia. Đúng rồi, xuống xe. Xuống xe em ơi. Xuống xe em ơi. Ui. Xuống xe em ơi. Xuống xe em ơi. À. Hay lắm em ạ. Ok ok. Ui nó dựng tầm băng kìa. Nó dựng tầm băng kìa các bạn ơi. Gắt à nha. Mình phá tầm băng của nó luôn. Phá luôn tầm băng này. Kìa kìa. Đậu xanh. Ui đậu xanh. Đứng gọn vào nhà em ơi. Câu liệu hay là phóng liệu vậy? Ui câu liệu hay là phóng liệu vậy? Xấy tường băng có vẻ như là khá là tốn đạn đấy. Quá là tốn đạn luôn mọi người ạ. Ui nó dựng cả hai bom keo luôn cả. Như này thì mình thấy nó gắt quá cơ nha em ạ. Từ từ mình sẽ chạy qua đây cái đã. Ok ok. Đó qua tận đây cái đã. Dựng tường băng như ông thì tôi cũng chịu rồi. Mình sẽ chạy qua cái lối này. Quan trọng là chỉ còn lại có 103 viên đạn súng trường thôi. Nên là chơi tiết kiệm một xíu. Phải chơi tiết kiệm là điều chắc chắn rồi nha em ạ. Ở đây có người này. Đây có người này anh em ơi. Ok vỡ đầu. Các bạn lại chừng áo quá cơ. Bắn súng 2 thừa này. Rồi để coi. Nào. Ui. Mình sẽ chạy xe lên luôn để chiến thắng kia đấy chứ. Chiến luôn anh em ạ. Không phải ngại nữa nha. Mình hổ báo mà lại. Hổ báo thì sao phải ngại. Kìa kìa. Nó ngồi. Ui. Nó ngồi ngay cái gốc cây này này. Ngay gốc cây này anh em ơi. Kìa kìa. What the hell, cống mạng hả? Thanh niên cống mạng này. Ba mạng nữa, ở đây. Ui em ơi. Ngồi đây à? Em ngồi đây à? Ngồi đây em ơi. Ok xong. Thanh niên. Chơi ngáo quá nhỉ. Lên xe tạm cái đã. Còn lại có hai mạng nữa thôi nha em ơi. Cầm sẵn ngô ra. Ê. Kìa kìa. Mày chạy đâu hả em ơi? Em ơi mày chạy đâu? Đã bị hạ vì bo. Thằng cuối anh em ơi, thằng cuối. Thằng cuối đâu vậy? 10 kill rồi. Thằng cuối sẽ là kill thứ 11. Hoặc là mình sẽ bị đai anh em ạ. Anh em chia sẻ cho team cổ vũ cho kẹo nào. Ê. Anh em thấy thằng cuối chưa? Hello. Ở chỗ này. À đây rồi. À đây rồi anh em ạ, à đây rồi. À đây rồi anh em ạ. Ui nhân giống. Quá là easy game. Yes. Như vậy là mình đã được 11 kill và giành lấy top 1 ở trong cái ván đấu này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu như các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên để lại một like. Và hãy nhấn vào đăng ký kênh
bấm chuông để nhận được thông báo khi mình đăng video mới nhất nhé.